Sao thế? Chả là hồi bé em phụ mẹ bán hàng cho nên... Em đừng có tự ti. Từ xưa đến nay anh chưa bao giờ chê em ít học. Anh bảo ai tự ti? Ai ít học hả? Sao ngân nhắc ăn chuyện học hành làm cái gì? Chả là em có đứa em họ ở quê, năm nay nó thi đại học anh ạ. Mà nó lười học lắm. Bố nó bảo với em rằng chỉ cần nó đỗ đại học thì muốn bao nhiêu cũng chi. Em muốn anh giúp. Bao nhiêu cũng chi à? Thế thì anh lại có cách. Để giúp cho em vượt qua cái môn hình họa này thì ngày hôm nay ý, chị sẽ hướng dẫn cho em cách vẽ cơ thể người. Xin trân trọng giới thiệu với em, anh Dũng ngày hôm nay sẽ là người mẫu thể hiện để cho chúng ta thực hành nhá. Em ơi, anh thẹn lắm. Ôi thẹn cái gì mà thẹn, hy sinh vì nghệ thuật thì phải tự hào mạnh mẽ lên. Đấy, đúng rồi. Cái dáng đầu tiên mà chị để cho em thực hành ấy, đấy là dáng lực sĩ ném đĩa. Lực sĩ ném đĩa. 2, 3. Ôi ông ném đi chết người ta. Ném đi cổ Olympic. Olympic. Olympic à? Đúng rồi, chân trụ. Rồi, mông cong lên. Đĩa đưa mặt. Đấy. Ôi dồi ôi, chuẩn quá em ơi. Là rất chuẩn đấy. Mình vẽ. Chị ơi, hay là mình thay đổi tư thế đi. Tư thế này em vẽ nhiều rồi. Chị hướng dẫn em cái tư thế kiểu người đang suy tư ấy ạ. Suy tư. Có suy tư. Suy tư. Đấy, bây giờ anh Dũng thì sẽ tạo hình suy tư này. Suy tư à? Đúng rồi. Ôi, cái dáng này là cái dáng ngồi đi vệ sinh suy tư cái gì? Nhưng mà anh đi vệ sinh anh vẫn hay suy tư mà. Khổ lắm. Nào, chân đẩy sang trọng đúng rồi. Lưng thẳng lên. Tay này. Ủa? Mặt đưa một góc 13,65 độ. Mắt lim dim. Rồi, chuẩn quá. Chuẩn rồi em ơi. Cái dáng này là rất suy tư. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ tóc trước nhá. Đúng rồi. Cái gì đấy? Anh mỏi lắm. Dáng này cũng không được. Thế bây giờ là đến ngay một cái dáng dễ nhất đi. Mà chị xin nhấn mạnh với em nhé. Một khi mà em đã thực hiện dáng này, kiểu gì em cũng thi đỗ. Đấy chính là dáng David quyến rũ. Anh là phải tạo dáng là phải vô cùng quyến rũ. Nhưng mà phải mạnh mẽ vào. Nào, mạnh mẽ mà lại quyến rũ à? Thì đúng rồi. 2, 3. Dáng này thì lại càng chuẩn cũng phải chỉnh. Bây giờ em quan sát thì bắt đầu vẽ nào. Chị em mình bắt đầu vẽ này. Đấy, đúng rồi. Đây, dương cái tay này. Đây, cái tay. Chuyển sang cái áo. Đúng rồi, chuẩn quá. Rồi. Chị ơi, chị hướng dẫn kỹ cho em cách đánh bóng cái quần đùi đó. Thực ra thì bao nhiêu năm đi vẽ, chị toàn bỏ qua cái phần quần đùi. Ơ, thế nhưng mà lần này chị giúp được em. Để chị xem. Ôi dồi ôi. Bỏ cái tay ra. Áo che hết cả quần này. Sơ vi à. Em xem như này là đã rõ chưa? Cũng rõ rồi ạ. Ôi dồi ôi, rõ hết cả. Đây. Em vẽ đi. Nhưng mà em vẫn thấy khó quá. Rồi, tránh ra. Đây, để chị thực hành cho em. Chị vẽ mẫu cho em nhé. Đấy, riêng cái quần đùi. Ủa đấy, riêng cái quần đùi nó phải uốn lượn này. Đấy. Chị ơi, em thấy cái phần quần đùi nó vẫn hơi bị phẳng ạ. Phẳng ạ? Ôi dồi ôi, riêng phẳng nhá, chị chỉ cần cho vài đường chấm chấm cơ bản nó lại gồ ghề ngay. Đấy, em thấy không? Này nhá, riêng cái body của ông David này nhá. Ôi dồi, không khác gì là kim tự tháp hay là đồng hồ cát. Phải có một điểm nhấn là cái phần lông chân em ạ. Phần lông chân rất là quan trọng. Em cho anh ra bên ngoài kia chỉnh trang phục một tí. Giới thiệu với em, chị là cô giáo Thảo Mai. Và hôm nay thì chị sẽ ôn tập cho em bộ môn lịch sử. Ôi, môn lịch sử khó nhớ lắm chị ơi. Chị biết. Nhưng mà em yên tâm, với cách ôn tập của chị thì lại cực kỳ dễ nhớ. Vứt hết sách vở. Bây giờ nghe chị hỏi đây. Em đã xem Hoàn Châu Cách Cách chưa? Thế em biết cái ông vua bố của Tiểu Yến Tử ấy, người ta gọi là vua gì không? Vua Càn Long. Chính xác. Vị vua đấy vào năm 1788 đã hỏng thôn tính Đại Việt nước ta, nên đã cử Tôn Sĩ Nghị mang quân xuống đánh chiếm Đại Việt. Nhưng cuối cùng thì đã bị nhà vua Quang Trung đánh bại.
ngay ở trận Ngọc Hồi Đống Đa. Bây giờ Đống Đa vẫn còn cái gò đấy. Và người ta tương truyền rằng cái gò đấy là do xác của quân Thanh đắp lên. Thế nào, có dễ nhớ không? Tiếp theo thì chị sẽ nhắc cho em nhớ đến một cái bộ phim mà có một con chim điêu to đùng với cả cô mặc áo trắng ấy. Em biết rồi, chị định kể chuyện Thần Điêu Đại Hiệp phải không? Em hâm mộ anh đóng vai Dương Quá lắm đấy. Không hề. Chị muốn nhắc đến là đoạn cuối phim ấy. Quân Mông Cổ do Hốt Tất Liệt chỉ huy đã đánh bại nhà Tống và lập ra nhà Nguyên. Và cũng chính Hốt Tất Liệt đã ra lệnh xâm lăng Đại Việt vào năm 1285 và năm 1287. Nhưng cuối cùng đều đã bị nhà Trần đánh bại. Và trận chiến đi vào lịch sử, đấy chính là trận chiến Bạch Đằng. Chưa bao giờ em nghĩ học lịch sử lại thú vị như thế. Đấy là do trước giờ ấy, em chỉ toàn học thuộc lòng thôi. Bây giờ em chỉ nghĩ nó như một câu chuyện ấy, thì sẽ rất là dễ nhớ vào đầu. Được đấy, lần này nhất định mình sẽ ăn trọn số tiền thưởng của chú Quyên. Em là em họ của Quyên à? Xinh quá. À thôi, bây giờ chúng ta sẽ học môn văn nhá. Vâng ạ, nhưng mà văn bây giờ khác với văn ngày xưa lắm, anh có dạy được không? Em yên tâm, tuy anh ra trường rất là lâu rồi, nhưng mà kinh nghiệm dạy kèm các em gái như em ấy thì anh có đầy. Anh là thầy giáo dạy văn ạ? Anh thì không phải thầy giáo, nhưng mà khả năng văn vở của anh ấy thì miễn chê. Em cứ tin ở anh là được nhá. Ơ, anh làm gì đấy? Lấy quyển sách. Học thôi anh lại tìm cái gì ạ? Không có gì đâu. Chúng ta học thôi. Cách đây một vài năm, có một đề thi rất hay. Tuổi trẻ của bạn như một cơn mưa rào, vậy mà khi bị cảm, vẫn muốn một lần quay lại để được ướt thêm lần nữa. Các anh chị hãy cho biết ý nghĩa của những thăng trầm trong những tháng năm tuổi trẻ. Em không học nữa. Em làm sao ấy? Em không muốn học nữa. Ôi, cái thằng mất nét này, em nó còn bé thế kia mà mày nữa cũng không tha. Hôm nay anh sẽ dứt tình đoạn nghĩa. Thế thế này nhá. Em mới thử khóc mà. Đi ra xem nào. Có đúng là tự nhiên em mới khóc không? Chị đại ca phải hỏi em ý, chị đại ca hỏi em. Thế vì sao em khóc? Tại vì em cứ tưởng vào cấp 3 là sẽ được tận hưởng thầy học trò, thậm chí là có cả bạn trai nữa. Chìm nóng trong cảm xúc, vừa ngây thơ, vừa nồng cháy. Ấy vậy mà bố em bắt em học suốt ngày. Thời gian nghỉ ngơi còn không có nữa, thời gian để chơi, để yêu. Giờ tốt nghiệp rồi, em chẳng có nổi một đứa bạn thân. Thì kể ra học như thế thì cũng hơi kinh khủng quá. Đúng quá nhỉ đại ca. Ngày xưa anh em mình học có 3 môn mà đã lè hết cả lưỡi ra. Hôm nay em từng đấy môn thì thế nào trả lè. Thì thế. Nhưng mà em ơi, phải cố gắng lên. Ngày thi sắp đến rồi còn gì. Em cũng biết vậy, em đã cố gắng lắm rồi. Nhưng em chán lắm, em không muốn học thêm gì nữa. Thì em không học thì làm sao mà thi được. Mặc kệ, em không biết. Đại ca, em có ý này hay lắm. Lại bài cũ, thiếu ở đâu ta bùa đó. Chuẩn đấy. Hoa này, bọn anh đã hứa với chị gái của em sẽ giúp em hết mình. Chính vì vậy, tất cả những gì hồn nhiên ngây thơ nhất thời cấp 3 em chưa có được, bọn anh sẽ trả lại cho em. Ừ, phức tạp ý. Ý em không phải thế. Không nói nhiều, gọi ba đứa kia về đây. Đinh luôn. Gọi về đây. Nồng cháy cơ mà. Vuốt về. Âu yếm, em tân yêu, ngủ vậy. Nào, cho tự. Cứ bắt nạt đi nhớ tí mách thầy. Mày nào, không đánh nhau trong lớp. Nguyên sắp vào tiết rồi, cất điện thoại đi. Không cất. Này, lát thầy đến tao bảo thầy ghi tên cậu vào sổ đầu bài đấy. Cả lớp đứng. Chúng con chào thầy ạ. Các em ngồi. Các em đã học bài chưa? Rồi ạ. Hết rồi, học gì? Tốt. Bỏ giấy ra kiểm tra 15 phút. Nhưng mà hết giấy kiểm tra rồi. Giấy kiểm tra. Hết rồi. Em thầy có ý kiến ạ. Em Nguyên nói đi. Em phản đối chuyện kiểm tra 15 phút ạ. Vì sao? Bởi vì em cảm thấy xã hội bây giờ con người không tin tưởng lẫn nhau nữa. Em buồn lắm. Thầy vừa hỏi bọn em là học bài chưa? Bọn em bảo học rồi. Thế mà thầy vẫn đòi kiểm tra bọn em. Em buồn lắm. Cảm ơn những lời chia sẻ rất sâu sắc của Nguyên.
Có gì ạ? Mai mời phụ huynh đến gặp tôi. Ừ. Thôi được rồi, không kiểm tra 15 phút nữa thì tôi sẽ kiểm tra miệng. Cả lớp. Hả? Ủa. Thưa thầy ạ, hôm nay em học bài rồi, cho em xung phong lên bảng trả bài. Thầy ơi, thầy gọi. Em ngồi xuống đi. Hôm nay tôi sẽ gọi theo bảng chữ cái. A, B, C, D, G, H, N, M. Mời em xuống lên bảng. Lấy đi. Tớ nhắc bài cho. Ui dễ thế. Biết thế mình giơ tay. Em hãy tính quyền hàm này. Khai. Không khai. Khai căn. Khai hôi hôi. Khai căn nó ra. Tôi có làm gì đâu bắt tôi khai. Trật tự. Em Thảo Mai, không nhắc bài nữa. Dạ vâng ạ. Em Dũng, dạ. Em có làm được không? Thầy ơi, mẹ em thì mới đi viện xong, mà bố em thì mới đẻ nữa. À không, chị em thì mới đẻ nữa. Em không có ai ở nhà để chăm nhà cả, nên là em bận, em không có làm được bài thôi ạ. Thầy ơi, hoàn cảnh đó thầy ơi. Được rồi, em về chỗ đi. Em cảm ơn thầy. Này, mai mời bố mẹ đến đây để tôi hỏi thăm. Về chỗ đi. À, mai nhớ bảo mẹ trở đến nhà tôi, xong rồi đi cùng mẹ con tôi luôn nhá. Thảo Mai, em có giải cái bài toán này không? Dạ thưa thầy, với bài toán này thì đầu tiên chúng ta phải tích phân nó ra, sau đấy nhét hàm vào. Tốt, cho em 10 điểm. Ngồi xuống đi. Cả lớp vỗ tay. Chúc mừng nhá. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Các em mở sách mở vở ra. Bỏ cái đây ra. Đừng lấn sang bên đây. Nhiều thế. Bên này. Chơi không cần. Lấn sang chết với tôi. Ông thích tôi á? Thưa thầy, hai bạn ấy viết thư nào trong lớp? Nhớ nhớ, sao mà manh mẹ. Manh em. Các em giở tiếp sách vở môn thứ 10 ra. Tiếp theo là sở. Thầy ơi, chúng mày phải cosplay như này cho đến bao giờ nữa à? Chúng em cảm ơn anh chị. Em nghĩ là em đã cảm nhận được chút cái tình cảm thầy trò như thế nào rồi ạ. Thế có nghĩa là em đã lấy lại tinh thần học tập rồi à? Vâng ạ. Nhưng mà giờ anh chị không phải kém em học nữa đâu. Vì môn nào em học cũng giỏi. Chỉ vì gần đây chán nên kết quả học tập của em không được tốt. Nhưng mà giờ em hết chán rồi. Nhưng mà không học tiếp thì... Anh yên tâm, em sẽ bảo bố em trả công anh chị được xứng đáng. Công đại ca. Tại sao anh dám bảo là bởi vì nhà em nghèo nên là muốn bọn em giúp đỡ không công? Đại ca, anh định ăn quỵt một mình đúng không? Không thể tha thứ. Anh em! Thôi nào, đi về chỗ, nhanh! Quên thế hả em? Các em, đứng dậy! 2, 3! Chúng em chào thầy cô ạ! Chuyện này là sao? Cái hoa kết quả học tập với tinh thần nó lên cao, chú em vừa mới thưởng khoảng lớn đấy! Chuyện này thì anh biết rồi, nhưng mà ý anh hỏi là sao lại đông thế này ý? À, em thấy các anh dạy rất là tốt,
tại sao không mở lớp gia sư chuyên nhận các em học sinh chán học? Em đã tuyển về đây rất nhiều khách hàng cho bọn anh, học sinh mẫu giáo này, cấp 1 này, cấp 2 này, cấp 3 nữa. Mọi người tha hồ mà dạy. Chị định bắt bọn em trông hết lũ trẻ đấy á? Ôi, một đứa mà đã sống dở chết dở rồi, đông thế này thì điên à?